Hà Nội FC đã quyết định không mượn tiền về Nguyễn Đình Bắc vì ban lãnh đạo đội bóng nhận thấy cầu thủ này không phù hợp với đội bóng. Sau vòng 13 V-League 2023-2024, Hà Nội FC đã đàm phán với câu lạc bộ Quảng Nam để chiêu mộ tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc nhằm phục vụ mục tiêu đua tranh vô địch kể từ giai đoạn lượt về của giải đấu. Đội bóng xứ Quảng đã đồng thuận sẽ cho Đình Bắc đến khoác áo đội bóng thủ đô dưới dạng cho mượn với thời hạn 1,5 mùa. Kể từ thời điểm dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Daki Iwamasa bày tỏ quan điểm ưu tiên trẻ hóa đội hình và lên kế hoạch chiêu mộ Đình Bắc để nâng cấp đội bóng từ mùa giải 2023-2024. Thậm chí, Đình Bắc đã có những buổi tập đầu tiên cùng đội chủ sân hàng đại với số áo 28. Thời điểm đó, cầu thủ 20 tuổi gốc Nghệ An chia sẻ, tôi có chút hồi hộp ban đầu khi chuyển đến câu lạc bộ Hà Nội. Từ bề dày thành tích, nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của đội tuyển quốc gia cho đến tham vọng của đội bóng. Nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để tôi cải thiện kỹ năng chơi bóng, trưởng thành trong suy nghĩ. Tôi hâm mộ và từng có dịp tập luyện, thi đấu cùng nhiều cầu thủ lớn như anh Nguyễn Văn Quyết, anh Phạm Tuấn Hải, anh Đỗ Duy Mạnh. Tôi sẽ cố gắng trau dồi bản thân để cùng các anh đạt kết quả tốt nhất vào cuối mùa giải. Nhưng cuối cùng, Đình Bắc đã không thể khoác áo Hà Nội FC sau thời gian thử việc ngắn ngủi. Trang chủ câu lạc bộ Hà Nội viết, trong quá trình làm việc trực tiếp những ngày vừa qua, ban lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội nhận thấy cầu thủ Nguyễn Đình Bắc không phù hợp với đội bóng. Do đó, câu lạc bộ Hà Nội quyết định dừng mượn Nguyễn Đình Bắc theo thỏa thuận ban đầu và cầu thủ này sẽ quay trở về câu lạc bộ Quảng Nam thi đấu. Thực tế, sau khi bị Sông Lam Nghệ An thải loại vì không đạt tiêu chuẩn đào tạo từ Đình Bắc chuyển đến Lò Quảng Nam và được trua rèn, tiến bộ. Ở tuổi 20, tuyển thủ này vẫn nằm trong diện phụ thuộc vào quy định đào tạo trẻ nên không thể tự ý đi. Nếu phá vỡ hợp đồng với Quảng Nam, con số đền bù có thể lên tới hơn chục tỷ đồng. Bắc tạo ấn tượng khi góp công lớn giúp Quảng Nam thăng hạng V-League 2023-2024. Trong lần đầu tiên khoác áo tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á và ASEAN Cup 2023, ngôi sao trẻ này cũng lập công ghi bàn vào lưới Philippines và Nhật Bản. Tuy nhiên, vì nhiều lần vi phạm kỷ luật nội bộ, Đình Bắc bị huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn phạt đẩy xuống đội trẻ tập luyện và vừa mới trở lại đội 1 từ vòng 12 V-League. Kể từ thời điểm đó, phong độ của Đình Bắc cũng sụt giảm. Vừa qua, người đại diện của cầu thủ này cho biết có nhiều đội bóng để mắt đến thân chủ, trong đó có Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai.